Vâng, xin kính chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại kênh Tuyên Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyên Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyên có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tâm thất, củ tâm thất và nụ hoa đu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyên đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyên. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyên bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai trên tay em Tuyên đây chính là 1 lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyên bây giờ sẽ bán là 500 ngàn đồng và em Tuyên sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyên đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyên sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyên sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nhé mọi người nhé. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Tuyên Hà Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyên để em Tuyên sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng cho các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào tất cả mọi người. Ổn định, đo từng ly từng tí một. Nó chắc chắn kèo cột của mình là được rồi. Chứ làm nhanh mà làm ẩu thì hỏng đấy. Sau này khó lắm, không ai sửa được. Thế chiều nay là hiện tại là bây giờ đang cho hai anh kia hàn kèo. Xong rồi bắn nốt tôn đúng không? Bắn nốt tôn, bắn ra tạm thời. Ở trong lán thì lúc nãy em Tuyên có thấy là chị Cái mọi người ạ. Chị Cái và chồng có về. Chồng thì đang ở trong lán này, em Tuyên vừa về thấy thế nằm ở đây. Xin kính chào tất cả quý bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, như các cô chú đã thấy thì bây giờ là buổi chiều. Các bác thợ đã tiếp tục có thêm những khoan và đang là đo và là hàn kèo. Kèo đã làm xong rồi, bên này đã xong rồi mọi người nhá. Bên này thì em Tuyên thấy là đã ghim được kèo vào rồi. Đấy. Lên kèo và chúng ta lên tôn. Đã xong kèo bên này. Và bên này thì đang hai bác đang làm đây, đấu nốt lên. Nói chung là cố gắng thôi, biết làm sao giờ. Các bác làm đùng đỉnh thì sẽ được lâu, làm tốc độ nó nhanh hơn thì nó sẽ nhanh hơn. Tôn thì các bác sẽ bắn xong hết mọi người nhá. Vì hiện tại là bây giờ chúng ta xem rồi, còn bên này vẫn chưa xong. Chúng ta đi vào xem đi. Hai người bắn kèo. Còn hai người sẽ, chiều nay là có 4 người, hai người sẽ láng, lát gạch. Kèo khoan vào cho chắc chắn. Rồi, các bác làm đùng đỉnh nhưng mà được miễn là nó chắc là được rồi. Ổn định, đo từng ly từng tí một. Nó chắc chắn kèo cột của mình là được rồi. Chứ làm nhanh mà làm ẩu thì hỏng đấy. Sau này khó lắm, không ai sửa được. Bên trong này xem cái phòng này xem là thế nào rồi. Đấy, ốp được như này thôi à? Không biết là đang làm ở phòng bên kia hay sao ấy.
Đây. Nền nhà sáng nay là anh cho một lượt mỏng thôi đúng không? Hả? Mỏng thôi đúng không? Mỏng thôi mà. Đừng cho dày quá. Không dày đâu. Bài như thế này đâu mà. Đúng thôi. Phải đào đi ấy, không đào đi ấy. Không không có chỗ để bồ nó ấy. Bồ sau này đóng gạch nữa mà. Nhưng mà cái bồ này không đủ đâu nghe đúng không? Là cái nhà sông á. Nói cứ làm cái nhà xong đã, xong tính sau. Thế chiều nay là hiện tại là bây giờ đang cho hai anh kia hàn kèo. Xong rồi bắn nốt tôn đúng không? Đúng rồi. Bắn nốt tôn, bắn ra tạm thời. May nó có mưa ấy. Sợ may. Vâng. Xong rồi hôm nay mới là hiện tại là chưa làm gì được nên là láng cho cát và để làm nền trước đúng không? Đúng. Ok. Tranh thủ như thế thì không để thời gian chết. Mưa thì mình không phải mất ngốc cơm đi chợ đi chợ lại đó. Cũng tính rồi. Cố gắng đẩy nhanh hết sức có thể. Đồ đạc chiều nay đủ rồi đúng không anh? Chả biết được. Khoan khiếp đầy đủ rồi đấy anh ạ. Ông anh này vào là đủ rồi đấy. Lưỡi máy cắt có lưỡi máy cắt đủ chưa, mang vào chưa? Đấy thế thoải mái rồi, gì nữa? Thiếu gì nữa đâu. Ông già này nhà ở đâu nhỉ? Đây là trên Miếu Qua. Người trên Miếu Qua ở trong lán thì lúc nãy em Tuyên có thấy là chị Cái mọi người ạ. Chị Cái và chồng có về. Chồng thì đang ở trong lán này, em Tuyên vừa về thấy thế nằm ở đây. Đó. Và chị Cái nữa, chị Cái hiện tại đang đâu ở chiều nay chưa thấy mặt. Nó bảo là chờ ông ngủ thôi. À. Chị Cái á? Ừ. Bảo là chờ chồng này ngủ xong mới về. Phải đi à, về thăm con một tí ấy, hả? Nhưng mình chưa thấy mặt đâu ấy, không biết chạy đâu rồi ấy, thấy ngại mình hay sao ấy. Không có mỗi chồng ở kia thôi. Chồng bảo lâu rồi vào đó quá thì không có gì ăn. Không có gì ăn thì cùng anh ấy ăn một bữa cơm xong đi về nhỉ. Mi tu
Cho kho sáng đá rồi. Ai đếm nhỉ? Không. Vâng, các chú ạ, thì bên trong này thì đang ốp cố gắng hoàn thành gọi là tương đối cái phòng này rồi. Thì hiện tại các bác thợ là còn thiếu cái lưỡi cắt nên là chưa cắt được những cái viền như này. Cái viền này sẽ để ngày mai. Đấy thì như mọi người thấy thì cát ở đây, các bác đấy đã cho vào đây rồi. Cát đây thì nó sẽ trộn và làm mặt luôn và các bác sẽ láng. Đấy. Lát bây giờ do bác thoải mái luôn mọi người xem này. Trần đã ốp lên đây thì nó đã được nửa cái căn nhà rồi. Đây mưa không lo rồi đúng không ạ? Thì ở đây thì như các cô chú đã thấy ấy, ở đây tại sao là ở bên này chưa bán luôn?
Đấy thì có một cái sơ sót ở đây. Em Tuyên cũng xin là nói thật với các cô chú là sơ sót là do hôm bác thợ đây ra bên này để nó hơi có tiếng tôn. Do hôm bác thợ đo ấy, hôm đấy mình cũng tin tưởng vào bác thợ quá, mà bác thợ đo thì mình không để ý. Vì hôm đấy mình cũng bận để mình đo xong mình cũng tin tưởng hết bác thợ để cho mình đi tính. Thì hôm mọi người nhớ là cái hôm bác thợ đo ấy, thì bác thợ có nói đây là 6m50. Nên là hôm vừa rồi em Tuyên cứ mang cái kích thước đó đi đến chỗ đặt tôn để cho người ta tính tôn ra. Thì hiện tại thì về đo nhầm. Thì hôm nay bác thợ bảo là có lẽ là mình đo sai rồi. Thế là hôm đấy là đo lại ra thì là cái chiều dài cái phòng ấy nó là 8m50 chứ không phải 6m50. Nên là nó thiếu một tôn. Hiện tại thì như mái đằng trước thiếu 3 tấm và mái đằng sau thiếu 3 tấm. Hiện tại chúng ta tổng ra chúng ta thiếu 6 tấm. Ở đây là cái sơ sót của em Tuyên. Em Tuyên cũng xin nhận của cô chú là như vậy. Sơ sót của em Tuyên vì em Tuyên cũng không kiểm tra lại. Hôm đấy cũng tin tưởng hoàn toàn vào bác thợ, bác ấy đo trực tiếp ở trên nên là mình cũng không kiểm tra lại nữa. Mình về mình tính ra, mình cho bên mái, bên người ta mái bắn mái người ta tính ra. Thì bây giờ đấy là thiếu mất 6 tấm tôn. Đấy, nên là đấy là cái lý do tại sao chúng ta chưa bắn nốt. Đấy, nên là đo thiếu một phát là sai một ly là đi một dặm luôn các cô chú ạ. Nên là thực sự lần này là em Tuyên phải thứ thục với cô chú, phải xin lỗi cô chú. Mình cũng ẩu, mình không kiểm tra lại các bác thợ. Mình cứ đặt niềm tin vào bác thợ nên là bây giờ bác đấy sai cái là mình cũng sai. Đấy. Thế là bây giờ thì thôi, có lẽ là thiếu mất 6 tấm trước và 6 tấm sau, 3 tấm trước và 3 tấm sau. Thì em Tuyên về sẽ tiến hành đặt thêm. Nó đặt thêm bên mái kia và sẽ ngày kia nó sẽ lên. Vì đặt cái là nó không lên luôn, nó phải ở dưới thành phố Hà Giang lên. Thì sẽ cố gắng tiến độ nhanh nhất và sẽ vận chuyển vào. Cái lần tới này thì là do cái sơ sót của em Tuyên thì em Tuyên sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể mọi người ạ. Nên là mong tất cả cô chú bỏ qua cho. Thì bây giờ các bác đã bắn hầu hết coi như xong rồi thì bây giờ các bác thợ sẽ tiến hành lát gạch. Này. Do cái ông thợ sò đo làm sai, sai là mình cũng sai theo. Đấy, thế là chiều cái phòng này là xong rồi đúng không anh? Còn cái bên bờ đó thì mai lại có lưỡi cắt, thì chiều nay láng hai cái mặt này, thì chiều nay bây giờ vẫn còn sớm thì đó. Sẽ hoàn thành nốt cái này cho em nhé. Bị vỡ à? Vỡ không phải tẩy mình nữa. Có thể là cái bù nhiều quá. Có phải lấy không? Nhà thế phải bù nhiều quá. Cái này cho đi mấy hộp cám. Cái này là sẽ chỗ vỡ này mình sẽ để cho vào cái miếng cắt. Tiết kiệm hơn nhất có thể cho em nhé. Đây xong rồi xử lý luôn cái phòng này cho em đúng không? Phòng này xử lý luôn, phòng kia. Dần. Đấy mai này kia các bác thợ đo thiếu tôn là mấy nữa là tôn lên là phải hỗ trợ em đi vận chuyển nhá. Bác thợ sò nhá. Bây giờ chỉ cũng sò thôi, dính cũng sò không đo mà bây giờ phải hỗ trợ thôi chứ bọn em bây giờ không thể nhờ bà con mãi được. Nhờ một ngày thôi. Thiếu mất Nhưng mà máy bàn này thì bảo là anh giúp của anh thì được. Rốt cuộc bà nó không rốt. Sao bà con á? Bà già ấy. Bà già rốt cuộc không được. Các anh rốt cuộc được. Nhưng mà rốt cuộc anh thôi. Có nghĩa là bà con bảo là giúp thì giúp em thôi chứ không giúp bà. Đúng rồi. Thì nói chung là mình thì cũng có một cái sự tin tưởng nhất định của bà con ấy. Bà con cũng nể mình, giúp mình thôi. Thế thì như bác thợ thì bác cũng nói đấy. Thôi thì cũng chả trách móc gì cả. Bây giờ bà thì cũng già rồi, tuổi đã cao rồi, bây giờ các cháu không biết sau này còn nhớ đến cái công lao của các bà con làng xóm láng giềng giúp mình ấy, để cảm ơn các cô các chú không. Đấy. Thôi thì mình cứ lấy cái mặt mình ra thôi, giúp được bà nào giúp thôi mọi người. Thôi bây giờ thì cũng cuối giờ chiều rồi, có lẽ là để cho bác thợ ốp lát nốt. Em Tuyên với em già có lẽ là cũng xin phép về thôi, về đặt luôn cái này. Cái này xử lý tất cho em nhá, đừng để dính mưa nhá. Hỏng đấy. Cất luôn đi. Hôm mai không có mà sử dụng đâu. Đấy. Ba cái mai đó.
cất hết cho em. Sao đổ hai tấn này không? Mai là lát gạch đúng không? À, mai là chỉ láng thôi. Mai chỉ láng hai phòng này thôi, ba phòng này thôi. Đã hết đấy. À, cái phòng bếp anh nhớ để ý là cái lòng phòng bếp là nó không phải lát gạch nhá. Vừa bảo chưa? Phòng bếp à? Ừ, không phải lát gạch luôn nhá. Láng là lát xi rồi. Chỉ láng xi thôi nhá, đây này. Cái phòng bếp anh chỉ lát gạch đến khu này cho em thôi. Nhưng mà lát xi thì phải lát hơi cao một tí. Thấp hơn thì phải thấp hơn nền chứ. Nhưng mà phải lát nó ngần bông thì nó hơi bảnh một tí. Xong là nó lát rau rau một tí bên kia, xong là nó rửa bên kia. Ừ. Xong là nó chảy bên kia. Có nghĩa là cái phòng bếp này em bảo anh không, anh là lát gạch chưa? Mai em vào không bảo là chưa bảo, hôm bữa vừa bảo rồi. Anh bảo trước nhá. Đây là mai lát này xong. Không lát này thì lát từ đây đi. Không. Cái chỗ này là không lát gạch. Ờ đúng rồi. Cái phòng này lát gạch thì không nói này. Nhưng cái phòng bếp này là không lát gạch nhá. Phòng này là chỉ láng bê tông xi măng thôi, và một lượt mình có cái cát vàng này thì mình sẽ làm lấy một lượt mỏng trên là cát vàng. Đó đó. Mà cái có nghĩa là cái phòng bếp này cái mặt của nó sẽ thấp hơn cái mặt phòng khách này. Rồi. Để nước đỡ bẩn sang cái phòng khách này. Đó. Có máy nữa là tí là em xử lý cái này. Xử cái này xong là cái này may anh em không vừa máy có máy thả anh em nữa là may lát sau. Đây là lát cái này trước. Láng cái này trước hả? Không, cái này chưa từ. Cái này cuối cùng đi. Cái này láng đi láng về người ta đi lại bẩn. Bọn anh còn xách xô vaxi vào nó bẩn lắm. Cái này cuối cùng đi. Có nghĩa là anh cứ hoàn thiện cho em cái phòng này, tất cả các phòng này xong hết đi đã. Ốp chân ốp hết đi. Cái này là cái láng cuối cùng thì bọn em láng xong em đóng cửa vào không cho ai vào nữa. Xong nó đi bẩn bẩn, nó bẩn rất là bẩn. Sau này mình còn bắn cái blow ở trên nữa cơ mà, nó còn rơi xuống nó hỏng sao. Đấy là cái chỗ đấy để cuối cùng đi. Bây giờ anh cứ làm hết cho em tất cả cái da này đi. Ốp gạch, ốp chân, đấy. Bao giờ cái cuối cùng này là cuối cùng. Để đóng cửa vào cho nó sạch sẽ chứ. Không láng xong đi đi lại lại nó hỏng hết đấy. Đấy, đồ đạc bọn em cho anh mượn thì bọn anh giữ cho em nhé. Rồi, cho anh em giữ thì giữ thoải mái. Này, cứ thoải mái. Còn nữa. Đấy, an toàn rồi, không để mai kia hỏng ấy. Là anh cho mượn. Ai làm bắt đền. Ai hỏng thì ai đền, bắt đền quá rồi, giờ này bắt đền đấy. Thế thì mình không giờ luôn bây giờ. Thôi, ở lại xử lý cho em nhanh luôn nhé. Đấy, các bác ấy sẽ láng nốt một người. Bây giờ thì có lẽ là muộn mình cũng sẽ xin phép thôi. Thì cũng nói thật mọi người, đây là một cái bài học của em Tuyên. Khi cũng tin tưởng hết là các bác thợ. Bác cái đo bác cũng không tính kỹ. Nên là bây giờ thì nó thiếu sót ấy, thì em Tuyên sẽ phải chịu trách nhiệm cái phần này. Chắc chắn là sẽ phải chịu trách nhiệm cái phần này. Hoàn toàn là chịu trách nhiệm ở phần này. Vì mình cũng không đi kiểm tra lại. Thực tế bàn tay mình đo thì nó an tâm hơn đâu. Bây giờ thiếu thì sẽ phải mong tất cả mọi người bỏ qua cho. Đấy. Thôi thì bây giờ nó đã thế rồi thì cũng chẳng biết thế nào. Cũng mong tất cả mọi người bỏ qua. Còn bây giờ thì có lẽ là em Tuyên xin phép được tạm dừng vô đây. Mọi người thấy video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.